À, chương trình Người Việt Channel xin hân hành kính chào quý khán giả đến với chương trình và thưa quý khán giả hôm nay là thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2023. Xin chào anh Quân từ miền Nam Cali. Vâng. trước hết Xin uh, kính chào quý khán thính giả của Người Việt Channel và xin chào anh uh, Hoàng Bách từ Texas và tôi từ uh, Nam Cali. À, thưa anh và thưa quý thính giả nghe nói là vật giá leo thang à, tiền bạc khó khăn mà ở Nam Cali nghe nói là kẹt xe quá người ta đổ nhau đi tới à, đi shopping rồi đi ăn uống đi nhà hàng rồi đi chơi uống cà phê cà pháo chỗ nào nghe nó cũng sắp hàng ấy mà không những ở bên Cali mà ở ngay Houston của chúng tôi cũng vậy như vậy là kinh tế lạc quan làm sao mà gọi là kinh tế bi quan được à cho nên quý vị thấy không ạ? À, nói tới nền kinh tế thì có thể lát nữa đây thì chúng tôi sẽ đi vào chi tiết để nhờ anh Quân giải thích vấn đề kinh tế của nước Mỹ nhưng mà trước khi đi vào những cái vấn đề mà cụ thể để cùng với anh Quân thì chúng tôi cũng xin thông báo những cái tin tức mình cho cho là rất quan trọng thứ nhất là ủy ban đối ngoại của à, thổ nhĩ kỳ họ đã thông qua và họ chấp nhận là cái vấn đề cho thụy điển vào thành viên thứ 32 của NATO. Trước đây coi như là gần 19 tháng rồi. Mà gần 9 tháng rồi. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đó tìm cách ngăn chặn cứ nói chuyện này chuyện kia. Bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ họ yêu cầu đó là cái người cược mà đang ở Thụy Điển đó. Họ là cái thành phần của là nhúng tay trong cái chuyện mà lật đổ ông mà uh, Cho nên ông rất là thù. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì thường thảo cũng đã thỏa mãn. Thì bây giờ có ủy ban đấu ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã thông qua. Nhưng mà chưa đủ, cần phải có quốc hội thông qua. Cho nên chúng ta chờ xem thử quốc hội thông qua. Thì mai ra Thụy Điển mới được vào thành viên của NATO. Thưa quý khán giả cũng nhớ là, là Thổ Nhĩ Kỳ này, mặc dù là thành viên của NATO, thành viên của EU, nhưng mà ông này cũng gây khó dễ lắm. À, ông lại mua X-400 à, của Nga. Đang khi đó bây giờ ông muốn mua F-16 nhưng mà Mỹ không chịu bán cho nên cứ cò cưa hoài rồi bây giờ ông muốn uh, quốc hội thông qua để cho Thụy Điển vào uh, thì ông yêu cầu là Mỹ phải thỏa mãn là bán F-16 cho ông cho nên đó là những cái điều khó khăn à, thứ hai là cái bản tin thứ hai chúng ta biết đó là Bắc Hàn cứ phóng quả tiễn cho nên Nam Hàn trong những ngày vừa qua đó họ đã tăng cường và họ nói là họ mua F-36 gần tới 20 tư chiếc F-36 của Hoa Kỳ nữa. 35 chứ, sorry, F-35 thưa quý vị. Điều đó chứng tỏ là chiến tranh nó còn gia tăng. Đặc biệt là ông Tập Cận Bình ngày hôm qua ông đọc một cái bài diễn văn mà ông nói là nhân kỷ niệm 130, 130 năm tuổi uh, uh, sinh nhật của ông Mao Trạch Đông thì ông nói là những ai mà ngăn cản mà Trung Quốc thống nhất Đài Loan đó thì sẽ được bị sẽ bị trả giá và bằng mọi giá ông sẽ à, thống nhất Đài Loan thì chúng ta không biết thống nhất bằng giải pháp nào mà thưa quý vị. Ngày 13 tháng 1 này rất là còn hơn 2 tuần nữa là có cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội của Đài Loan. Và bây giờ hiện tại có ba liên danh mà những cái liên danh đó, Trung Quốc trong những ngày vừa qua họ mua chuột đủ hết. Họ mua chuột từ thành phần mafia thành phần buôn bán làm ăn với Trung Quốc và thành phần đảng phái ông lũng đoạn và có vẻ có cuộc bầu cử của đài Loan rất là quan trọng thưa quý vị cho nên có một cái chương trình chúng tôi sẽ nói riêng về cái vấn đề mà của đài Loan và Trung Quốc nó khúc mắc ở chỗ nào và để mà chúng ta sẽ thảo luận bây giờ thì à, à, chúng ta biết Angola là thành viên của khối OPEC tức là cái dấu ở dầu quả nó có tất cả trên mười mấy nước nhưng mà bây giờ ít nhất là ba quốc gia đã rút ra khỏi cái thành viên OPEC rồi mà khi rút thành viên như vậy thì cái giá còn lại hình như là 12 thành viên trong đó Qatar, Qatar cũng đi ra ngoài rồi thì cái điều đó cho thấy là họ bất lệ thuộc vào OPEC mà khi OPEC đó, họ làm đôi khi họ làm khó dễ với Hoa Kỳ họ chống lại Hoa Kỳ hay các nước tây phương thì họ giảm cái giá giảm cái sản xuất dầu để cho cái giá dầu lên cao à, và lúc đó họ bán cái giá dầu cao nhưng mà cần rút ra khỏi OPEC nó cho thấy là nó không có đồng thuận và chúng ta biết là những cái quốc gia này trong tương lai thì nó tạo cho Hoa Kỳ cũng dễ dàng hơn không có OPEC làm khó dễ nữa đó là những cái tin tức mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là cái tin của thế giới không biết anh Quân còn có cái tin nào ngắn ngắn để gửi đến quý vị trước khi chúng ta thảo luận chương trình thứ hai tôi thấy tôi thấy là là mới đây nữa là Hoa Kỳ và đã bắn nhau với lại UAV của là của Houthi hay là trên 10 tiếng đồng hồ tại Biển Đỏ. Cái chuyện đó là cái chuyện cũng tương đối quan trọng mà nó mới đây. Mới ngày hôm qua mà thôi. Thì vì vậy đó. Trước hết đó, tôi xin trả lời cho anh anh Hoàng Bách. Ông Erdogan đó là ông đánh đu như mà đánh đu sai. Trước đây đó ông ta đã hùng tiền để làm máy bay F-35 vì ông ta mua S-400 mà bây giờ đó chiến tranh Ukraine đó tôi mở giống ngoài chiến tranh Ukraine cho thấy là S-400 đó là, 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 cái khí là rất là bết bát do đó người ta ông không cho ông mua F-35 ông ta tưởng không mua F-35 được đi mua F-16 thì bây giờ người ta cũng thể chay ông luôn thành ra nghĩa là khi anh ở trong NATO hay là ở trong một cái tổ chức nào đó thì nghĩa là anh phải chơi nghĩa là uh, song phẳng nếu mà anh đánh đu đó thì người ta cũng đánh đu lại với anh thành ra bây giờ đó Erdogan có F-16 nhưng mà muốn mua thêm nữa không ai bán cho nữa do đó đó thì là biết bác tại vì F-16 là thua F-35 đúng không? Đúng F-35 là đúng ông ta hùng vào người ta đẩy ông ta ra rồi xong rồi bây giờ mua F16 người ta cũng chưa chịu bán cho người ông ta nữa thì đây đó là mình thấy là rõ ràng là khi mà anh chơi cái trò mà gọi là tôi không dám nói là ma giáo nhưng mà đánh đu đó thì cái hậu quả nó rõ ràng lắm thì mình thấy là Thổ Nhĩ Kỳ bị cô lập mặc dù vẫn ở trong NATO nhưng mà họ không có nghĩa là tình không có có mặt mà lắm do đó là tự nhiên là là họ không có là bán F-16 thôi chứ đừng có nói là F-35 nữa đó thì mình thấy là cái trường hợp mà tôi chỉ mở dấu ngoặc về cái việc uh, cách nghĩa cho quý khán đi giả hiểu hơn cái vấn đề ông Erdogan và vấn đề buôn bán uh, F-16 và F-35 vâng có một cái tin nữa cũng khá đặc biệt đó là Do Thái đã tấn công và ở Syria một lực lượng của là coi như là bắn quả tiễn qua Do Thái Cho nên cuối cùng mà giết chết một ông ông, ông tướng Nghĩa là nhân vật cũng khá quan trọng của Aaron Và Aaron nó là tìm cách trả đũa À thì chúng ta thấy là cái tình hình mình gửi đi một một bản tin Mà quý vị thấy trong cuối tuần thôi Mà quý vị thấy tình hình thế giới nó cũng đã thay đổi rồi nó đã biến chuyển rồi cho nên trăm không biết là năm bước qua năm 2024 những cái sự biến chuyển này nó ra sao nhưng mà thưa anh trước khi đó mình đi vào cái nội tình của nước mỹ đó thì anh nhận định là bây giờ đó ở ngay do thái và hamas một mặt thì tìm cách để mà ngưng chiến à, thảo luận à, theo cái tinh thần của cái à, biểu quyết của liên hiệp quốc đại hội đồng à, liên hiệp quốc vừa qua của hội đồng bảo an nhưng mà khác thì bây giờ do thái họ đang truy lùng cái lực lượng của hamas và họ trăng có một cái nhà thương mà cái ông giám đốc đó của nhà thương đó Ông lại là nhân vật uh, Trăng trong chấp hành hay văn lãnh đạo của hamas nữa và bây giờ ông thú nhận là ở trong nhà thương đó là có một số bác sĩ một số y tá cũng là nhân viên hay là thành viên của hamas cho nên cái điều này nó cũng rất phức tạp khi mà tấn công vào các nhà thương tấn công vào các trại tị nạn đó thì người ta cho rằng là giả man quá nhưng mà không có cách nào khác bởi vì à, lực lượng của Hamas họ dùng dân để họ họ đỡ cho nên bây giờ đó là những cái điều khó khăn mặc dù những cái quyết định của thế giới kể cả Mỹ đó là yêu cầu do thái đó anh có quyền tấn công Hamas nhưng mà anh phải giới hạn vào cái mục tiêu chứ đừng có đi rộng quá bây giờ có số người chết ở bên giải Gaza đó mỗi ngày một gia tăng một ngày có thể lên tới trên 200 người tức là số người chết bây giờ lên tới gần 21.000 người ở giải Gaza mà bị chết đó thưa anh thì nếu mà lây ấn do thái đó thì cũng 50 phần trăm đúng thôi mà cũng 50 phần trăm không đúng cũng có cho nên trong cuộc chiến nó nó, nó lẫn lộn anh cũng nghĩ sao về vấn đề này thưa anh Vâng. tôi thấy trước hết đó thì là tại uh, do thái đó cái người nuôi ông tay trong tay áo đó là chính ông Netanyahu thêm cái chuyện đó thì bây giờ ông ta nuôi uh, uh, Hamas để chia rẽ Hamas và PLO nghĩa là chính phủ trung ương đó thì vì vậy đó nhờ cái sự mà Qatar qua Do Thái nhắm mắt để cho Qatar đưa tiền cho Hamas nuôi Hamas đó, thì bây giờ kính Hamas cắn lại kích lại ông kích kích ông Netanyahu bao giờ cũng vậy hết ông ta làm một cái chính sách để chia rẽ giữa chính phủ trung ương PLO và uh, thành phần ở Ham, uh, Hamas ở Gaza do đó bây giờ đánh nhau thì tôi nghĩ là cái cuộc đánh nhau đấy cuộc đánh nhau của Hamas nó cũng như là uh, tết mộ thân của chúng ta đó đánh nhau thì sẽ thua. Hamas sẽ thua nhưng mà nó gây một cái chấn động về vấn đề chính trị. Là trong 10 năm qua là do Thái bỏ hẳn cái vấn đề mà mùa hai nước sống chung với nhau. Họ chỉ nói là một nước Israel mà thôi chứ không có nước Palestine nữa. Thì vì vậy nó đánh thức. Nó đánh thức cả thế giới về vấn đề người Palestine. Đó là số một cái số 2 đó cái vấn đề thứ hai đó không có Hoa Kỳ ngăn chặn Houthi đó thì càng ngày chiến sự nó thêm mở rộng ra quý vị biết không những là Hoa Kỳ đã bắn trong 10 tiếng ngày hôm qua đó đã bắn hơn 17 cái ba cái hỏa tiến và 14 cái UAV hải quân Hoa Kỳ đã bắn như vậy và chính hoa kỳ không quân hoa kỳ đã trả đũa và bắn lại những cái chỗ mà bắn hoa tiến vào căn cứ hoa kỳ tại bên ở bên iraq đó. thì chúng ta phải hiểu là không có hoa kỳ ngăn chặn đó, thì chiến tranh có thể rộng lớn ra đó là một cái thứ hai israel nói gì thì nói quý vị thấy không thì bây giờ ông Netanyahu cũng phải ngồi nói chuyện với Ai Cập để đi tới một cái giải pháp ngưng chiến hòa bình chứ không có thể nào tiếp tục đánh mà đánh như vậy và số người chết như vậy thì nghĩa là cả thế giới sẽ lên án nghĩa là Israel do đó quý vị không những vậy đó mà ông Netanyahu đã chấp thuận gặp ông và ông ngoại trưởng Blinken và ông Sullivan cố vấn an ninh của tổng thống biden để không biết đi tới một cái giải pháp ngưng bắn hay gì đó nhưng mà dù muốn dù không mình thấy là trong hơn hai tháng do thái không có nghĩa là đủ sức đánh thì thắng nhưng mà nghĩa là làm sao diệt hamas được nó lấn lộn với người cũng như là anh hoàng bách vừa nói ông bác sĩ và những cái người ở bên người Palestine thì làm sao ấy được Do đó Chúng ta mong Là nó cũng sắp tới một cái Ngừng bắn mà thôi Nhưng mà nghe là còn kéo được bao nhiêu lâu nữa Thì đây nó là một cái chuyện uh, Phía của hai bên còn thương thuyết rất là nhiều vâng. Xin Ô, chào ông, lại ông. anh uh, Hoàng Bách Dạ vâng, một cái tin mà cũng khá quan trọng, đó là Nhật Bản họ nới rộng cái vấn đề là bán thiết bị quân sự ra nước ngoài. Họ đưa ra cái quyết định này đó vào ngày 26 cách đây mấy ngày thôi thưa quý vị. Thì chúng ta thấy đưa ra như vậy đó, khi mà họ có quyền chuyển những cái thiết bị cho các nước thứ ba ra bên ngoài đó thì nó cho phép Nhật Bản trong tương lai sẽ bán những cái loại vũ khí. Hiện tại thì cái thương vụ của Nhật Bản đó một năm đâu có 20 tỷ ít quá mà họ đang phối hợp với Mỹ để mà sản xuất nhiều loại vũ khí thì thứ anh Tranh cái vấn đề mà mở rộng này thì Nhật họ có quyền bán các cái loại vũ khí như là của, của Mỹ nha đó là Patriot tức là vũ khí mà phần không đó của Mỹ viện trợ cho Nhật bây giờ Nhật á, họ họ dư chẳng hạn họ viện trợ hai là họ bán lại cho Ukraine họ có cái quyền đó à, và cái điều thứ hai là Mỹ cũng thúc đẩy Nam Hàn bán các loại vũ khí thiết bị thì vừa rồi chúng ta biết là trong mấy tuần vừa qua đó thì hàng, hàng ngàn cái, cái hàng ngàn cái quả pháo được Nam Hàn viện trợ cho Ukraine. thì anh thấy mới đây ngày hôm qua thì chúng ta thấy uh, nga đã cảnh báo với Nhật Bản và Nam Hàn chớ lên nha chớ viện trợ cho Ukraine anh phải trả giá rất là đắt. thì cái điều này cho thấy trước nhất là mình nói là cái chính sách của ông Joe Biden rất là hay nếu mà quốc hội ngăn cản về vấn đề viện trợ cho Ukraine thì ông Biden, ông tổng thống Biden đó, ông hỗ trợ để cho các quốc gia đồng minh của mình có thể tuồn cái vũ khí đó qua cho Ukraine. Quý vị thấy hai hay là cái chính sách người điều hành à, điều hành giỏi đó là biết đề phòng những cái sự kiện đó ví dụ như cộng hòa làm khó dễ thì bây giờ nhật là viện trợ à, nam hàn là viện trợ và các nước ở bắc âu họ cũng bắt đầu viện trợ cho Ukraine f 16 họ đã chuyển cho Ukraine rồi anh nhận định như thế nào phải đây là cái chính sách ngoại giao của Biden rất uh, của tổng thống Biden rất là khôn khéo dùng đồng minh của mình để viện trợ cho đồng minh của mình họ tự viện trợ với nhau hai vì Mỹ viện trợ anh nghĩ sao về vấn đề này ba, quý vị biết đó, sức mạnh của Hoa Kỳ đó là sức mạnh mềm Hoa Kỳ có rất là nhiều đồng minh và những đồng minh toàn là những đồng minh là thứ giỏi không? Vì vậy đó, mới đây quý vị biết đó là Nga đã bị bắn rớt bốn chiếc uh, SU-34 và một chiếc Su-30 thì là nhờ cái gì? Là nhờ Patriot và vì vậy đó quý vị thấy tôi mở giống ngoặc, ông Erdogan thấy là có phải là có phải là khí giới của Nga là giờ SU S400 trăm cũng không ăn thua gì hết đó. Vì vậy đó Nhật Bản bao giờ cũng sản xuất khí vũ khí của Hoa Kỳ như là F16 rồi những là F35 là họ mua cái, cái quyền uh, sản xuất và họ sản xuất Patriot cho Nhật Bản. Vì vậy đó nhật bản đã đưa patriot này những cái đạn patriot cho hoa kỳ để đưa cho ukraine nó rõ ràng như vậy là nhờ cái chính sách đồng minh có rất là nhiều đồng minh do đó có nhiều khả năng công nghiệp để có thể sản xuất đạn hay là vũ khí hay là uh, những cái uh, việc khác để có thể giúp ukraine được thì ở đây đó mặc dù quốc hội hoa kỳ đây tới ngày 19 đó là phải 19 tháng 1 đó là phải giải quyết là tại vì không có thì Hoa Kỳ cũng hết ngân sách do đó vấn đề mà mà viện trợ cho Ukraine nó cũng sắp được giải quyết nhưng mà có thể nghĩa là trong một hai tuần nữa hay ba tuần nữa thì cái việc này nhưng mà dù muốn dù không đó trong thời gian này đó thì các nước khác các nước đồng minh khác như Nhật Bản anh nói Nam Hàn Ờ, Hòa Lan, Hà Lan đã Hà Lan đã giúp và các nước như là Bắc Âu đó cũng giúp rất là nhiều viện trợ viện trợ không những là viện trợ về khí giới mà cả viện trợ nhân đạo nữa. Do đó, Ukraine vẫn có thể tiếp tục nghĩa là chống lại nghĩa là xâm lược của Nga. Vâng, vâng. À, chúng ta thấy đâu đó, đó là cái vòng đai. Vậy thì nhân cái cơ hội này có thêm một anh câu hỏi là cái chính sách ngoại giao đó đối với ông Trump đó, thì ông quan niệm là đâu có cần nó tố nó tố là lỗ thư rồi cần bỏ hoặc là không cần Nhật Bản lên tới đồ tiền của Nhật Bản bởi vì quân đội của Mỹ đóng ở Nhật Bản đóng ở Nam Hàn à nhưng mà ông không biết thật sự một người lãnh đạo mà không biết gặp đâu thì đồ tiền đó giống như những người <laughs> giống như những người cầu của đi đi đi, đi đồ tiền không mà ông đâu có biết rằng là Nhật Bản họ đám hàng tỷ đô la cho người Nhật uh, cho cho người Mỹ ở đó cũng như là Mỹ đám quân ở đó là free không có thuê đắt đai gì hết đó, được free họ bảo vệ chung cho nên nước Mỹ mạnh đó có một số khán tính giả nghe ông nói cũng có lý có người đó có người có trình độ nói với tôi đó trời ơi hôm lấy nhiều quá không chịu mà đi viện trợ cho Ukraine họ ở hàng ngàn cây số thì tại sao mình viện trợ cho họ ở đây không viện trợ nhưng mà quý vị biết á, là tăng làng tăng nhà mình yên bình á, thì cái làng nó mới yên bình cái nhà mình mới yên bình rồi trong cái xã nó nó yên bình thì bây giờ nước mỹ mà được yên bình á, là có âu châu có nato rồi bên cạnh có eu có liên hiệp âu châu rồi có rê bảy rồi có rê 20, rồi tiếp tới ví dụ như là bên âu châu á, thì có orcus hay là liên minh giữa nhật việt uh, nhật nam Hàn và mỹ là bên á châu dạ á châu, Úc, năm năm là là châu. Năm 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 để mình thấy là cái sức mạnh của mỹ mạnh được nó mạnh được là không có tự nhiên mình nói vỗ ngực mình nói tôi là mạnh lắm không phải mình mạnh là khi nào mình có đồng minh khắp nơi trên thế giới hở ra đâu có đó tại sao ấn độ trước đây là một nước phi liên kết nhưng mà dưới thời của biden đó, mời ấn độ tới trải thăm đỏ Rồi ấn độ phải đi gần với mỹ bởi vì cái thế bây giờ đó, nó khác với trước đây trong thời kỳ chiến tranh lạnh đó, một bên là tư bản một bên là thế giới cộng sản rồi cái anh, anh Ấn Độ anh đứng giữa Anh nói tôi là phi liên kết Nhưng mà thế giới ngày hôm nay nó không cho phép Anh đứng biệt lập mà anh có cần liên kết với nhau Nó liên kết là vì Có cái công nghệ bây giờ Anh làm một chiếc xe phone thôi Nó đâu có phải là xe phone làm ở Mỹ Hay là ở một chỗ Mà nó làm ở này, nơi này một chút Chua nơi kia chút rồi mới ráp lại cho nên cả thế giới Vì vậy thế giới bây giờ là một thế giới liên lập Do đó cái sức mạnh Của Mỹ mạnh là nhờ đồng minh còn quý vị nghe ông Trump ông nói là u mình mạnh mình mới lo mình trước nước Mỹ là trước tiên. Cái đó là cũng đúng. Nhưng mà nó anh anh phải có đồng minh rồi anh trên thế giới chỗ nào anh cũng có cái thế lực của anh ấy thì mới là sức mạnh. Anh còn nhận định như thế nào về cái quan điểm giữa ông Donald Trump là mình con cộng là mình chỉ mạnh chơi một mình thôi. Và trong khi đó ông Biden ông nói là thế nước Mỹ mạnh là cả thế giới cùng mạnh, đồng minh mạnh thì nước Mỹ mới mạnh. Anh nghĩ sao về vấn đề này? Tôi thấy là ông ta mình nếu mà mình nói theo dân gian đó là ông ta chưa thuộc bài. Tại sao chưa thuộc bài? Tại hiện giờ đó nước Mỹ đã có căn cứ quân sự trên hơn 50 nước trên thế giới. Hơn 50 nước có căn cứ Hoa Kỳ. Ví dụ mà căn cứ mà lớn nhất là tại Nhật và Nam Hàn. Và quý vị biết là tại Nhật và Nam Hàn đó là chính phủ Nhật chi tiền trả tiền cho quân đội hoa kỳ có đó nam hàn cũng vậy thành ra quý vị đừng có quên đó, là những cái mà gọi là căn cứ đó nó giúp hoa kỳ và vì vậy đó nhờ những cái căn cứ đó tại nhật tại uh, nam hàn bây giờ uh, nghĩa là sẽ được sử dụng các căn cứ tại phi nữa do đó trung quốc vừa dám nhúc nhích tại nghĩa là Á Châu, tại Âu Châu thì cũng vậy. Nếu mà không có đồng minh Ba Lan, không có NATO, làm sao chuyển vũ khí cho cho Ukraine? Do đó đó, tôi nghĩ là quý vị mà 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 uh, hỏi anh Hoàng Bách như vậy là quý vị đó mới biết một mà chưa biết hai. Nó cái vấn đề mình phải nhìn xa, nhìn gần đó thì nó dễ lắm, cái gì cũng dễ lắm. Nhưng mà nếu mà mình nhìn xa hơn tí nữa đó thì không có NATO làm sao ai bảo vệ bây giờ ai đánh nhau với Nga đây nếu mà không có người không có Ukraine đánh nhau với Nga đó thì mai mốt Nga sẽ làm xâm chiếm nhiều nước khác và lúc đó Hoa Kỳ phải nhảy vào và nghĩa là chạm chiến chạm nghĩa là với lại quân đội Nga thì ở đây đó mình phải thấy nhìn như vậy bao giờ tôi nói là cuộc chiến tại Ukraine nó là một cái đầu tư chứ không có phải là một cái bố thí đây nó là nhờ cái đầu tư này mà chính Hoa Kỳ tự bảo vệ Hoa Kỳ và nó không có tới được nó chỉ ở Ukraine mà thôi nó chưa có ra ngoài được vì vậy đó tôi thấy là là cái chính sách của ông Donald Trump đó là chính sách nghĩa là chỉ nhìn không không xa hơn lỗ mũi của mình không xa hơn lỗ mũi của mình thì như vậy đó nếu mà ông ta mà lên mà làm cái chính sách ngoại giao đó, nó là một cái tôi phải dùng tiếng Anh catastrophe, nó là một cái nghĩa là nghĩa là là có thể nói được là nguy nhất cho Hoa Kỳ là tại vì nó không có nghĩ trước nghĩ sau mà chỉ thấy có có hứng là làm thôi. Đó không có phải là một cái chính sách, nó rõ ràng đó mình phải nói đó là không có chính sách thì đúng hơn là có một chính sách ngoại giao. Vâng. À cảm ơn anh Quân anh đi vào chỗ này anh đã trình bày cái vấn đề nhưng mà thưa anh anh cái là cái chuyện mà ông Trâm nhìn chưa qua cái lỗ mũi cho nên nhưng mà bây giờ cái câu hỏi với anh đó, là chúng ta biết là những người trong chế độ cũ đó hay là những người lớn tuổi quân dân cống chính đó, mà tới bây giờ ra được hải ngoại đi dưới diện à, à, đi vượt biên vượt biển hoặc là đoàn tụ đó thì tới một số người chúng tôi thấy là đặc biệt là chúng tôi rất là buồn là những người nhà báo một số cựu nhà báo của Lào là Việt Nam thăng Tân Xã hay là nhà báo một nguồn tổng trưởng rồi à, và cũng như là nhân dân viết um, mình là đấu tranh để có Việt Nam có dân chủ lật đổ chế độ cộng sản vân vân và vân vân nhưng mà họ là đi đi phò hay là họ không nhìn thấy cái hậu quả cái hệ quả mà nếu trông trở lại năm 2024 cái hệ quả này không phải ông quân nữa không phải ông hoàng bách nữa mà đây là ông mitrom đi Bà Lee Cheney ở đó nếu mà trâm trở lại là thảm họa cho cả nước Mỹ. Đây là lời cảnh báo của những nhân vật mà gọi là Cộng hòa thứ thiệt đã ra ứng cử, đã giữ những chức vụ cao gấp. Chứ không phải là ông Quân, ông Bách nói là quý vị không tin, quý vị nghe thử đi. Có bao giờ mà gọi là một cái ông mà gọi là trở lại mà gây thảm họa nước Mỹ. Họ có thể không đồng quan điểm của ông A, ông B hoặc là ứng cử viên nhưng mà không bao giờ nó là thảm họa cho cả nước Mỹ mà họ cảnh báo kể cả ông Ritty Ritty và nhiều nhân vật quan trọng nữa như Borayan đó nó ông Borayan là cựu chủ tịch quốc hội nha ông nói là ông Trump là đạo đức giả ông chỉ nói là lầm ông làm tất cả những cái điều gì để mà được vinh danh cái tên tuổi ông thôi ông không quan tâm gì đất nước ấy vậy thì cái câu hỏi đặt ra mình nhân dân là nhà báo nhân dân là mình hoạt động trong đảng phái ở trong hậu đoàn trong cộng đồng nhưng mà nhìn không tới nhìn không thấy thì làm sao mà anh nói là anh thay đổi cái chế độ bởi vì anh nhìn một cái sự kiện rõ ràng bằng da bằng thịt bằng chính sách bằng lời nói bằng bản tin báo chí nó đầy dãy như vậy mà anh nhìn không ra thì anh đừng có kêu gọi những cái chuyện to lớn làm chuyện này chuyện kia anh quân có thể cho cái giải thích đó không thấy là anh Hoàng Bách nói còn hơi yếu. Tôi <laughs> xin lỗi anh, anh nói hơi yếu. Anh phải nói là chính ông Trung, ông nói là những di dân từ Phi Châu, từ Á Châu làm, từ Á Châu tới đó, làm ô nhiễm máu của Hoa Kỳ. Thì vì vậy đó, ông này là một ông kỳ thị trùng tộc. Ông coi người Á Châu mình đâu có ra gì tôi không hiểu những cái người mà gọi là đi ủng hộ ông ta ủng hộ một cái người mà nghe là gọi là gọi là 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 kỳ là, là, thị chủng tộc thì tôi thấy là không phải là cần nghe mà Cheney hay là người khác nói chính ông trump ông nói ông kỳ thị ông nói là mấy cái mấy cái nhóm á châu di dân này nó làm hư nước mỹ nó làm ô nhiễm nước mỹ thì vì vậy thì tại sao mà phải đi phò những cái người đó tôi không hiểu được và vì vậy đó nghĩa là tôi lúc nào cũng sẵn sàng cái là 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 là, là đấu lý với quý vị về những cái đó thì những cái đó là những cái chứng cớ không phải của bà Lý mà chứng cớ từ miệng ông Trump ông ta chính là ông ta nói như vậy thì nghĩa là mình đâu cần đi <laughs> thấy hơn cứ nghe ông ta nói cái gì thì mình thấy là rõ ràng là ông này là một người kỳ thị trung tộc và tại sao mà chúng ta lại phải đi ủng hộ những cái người đó thì tôi không dám nói nhiều tại vì nó có thể đụng chạm được nhưng mà theo tôi nghĩ là họ cũng không nhìn xa hơn cái lỗ mũi của họ thế thôi chứ không có gì hết Người... câu, câu hỏi với anh Quân đó là ở ở thành phố chúng tôi có một ông uh, hòa thượng hai ông hòa thượng à à và một ông linh mục thì ông linh mục nói là ông trâm đó là chúa sai xuống đây để điều hành nước mỹ một ông hòa thượng thì nói là một ngàn năm mới có một lần có một vị tổng thống tinh uh, tin ăn như vậy rồi một ông nữa xạo nữa à, mà chúng tôi không tiện nói tên thì quý vị cũng ở cũng ở hiếu tinh của chúng tôi chính những người này và một số đài phát thanh ví dụ như là đài thức phát thanh tôi chúng tôi có thể nói ngay như đài của ông uh, dương phục ông dương phục tự nhận là phóng viên chiến trường ở việt nam rồi qua bên này mà bây giờ đó cái gì đó cũng đi ca tụng trăm mấy nó, nó 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 nguy hiểm ở chỗ thế này anh quân anh nói trong gia đình không ai nghe tôi nói với bà với một người đối thoại không ai nghe nhưng mà khi anh lên một cái đài phát thanh anh nhân danh cái điều này trên một cái radio trên cái tivi mà anh nói đó anh đầu đọc khán thính giả là những người chưa không có cơ hội họ bận rộn họ không đọc tin tức thì anh lại đầu đọc người ta cho nên đó nếu mà nói là cái người nghe đó có tội một thì cái ông mà làm ông ông làm phóng thanh đó, ông làm truyền thăm đó ông có tội tới 1 ngàn lần bởi vì ông nói có nhiều người nghe xin anh cho cái nhận định cái điều nguy hiểm là ở chỗ nhân danh một số các cơ quan truyền thông lập youtube thế này mà đưa ra toàn là tin xạo không hết. thì anh nghĩ sao đó là cái chuyện mà anh Hoàng Bách nói là đối với mấy cái ông linh mục đó thì quý vị biết đó nhiều ông giám mục ở Texas đã bị cách chức rồi nhiều còn, còn cao hơn nữa hồng y cũng bị cách chức luôn vì vậy đó quý vị biết đạo và đời không có dính vào với nhau rõ ràng cái đó là cái chính sách của vatican không có dính đạo và đời hai cái chuyện khác nhau hẳn nhưng mà cái thứ hai đó đối với người mà mà tôi nói là uh, đi tu hành đó, tôi thấy là đạo và đời không nên dính vào với nhau dính vào với nhau nó gây nhiều cái quý vị có hiểu hết không mà dám nói như vậy mà nói quý vị biết còn những cái nhà báo mà anh uh, Hoàng Bách nói đó thì tôi thì tôi thấy là uh, ông Dương Phục khi ở bên này đã có tiếng tăm rồi chứ không có phải là không có bị nghe là tiếng tăm thì những cái người này đó thì ai cũng biết là 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 cái lập trường họ có quyền có lập trường nhưng mà khi họ nói những cái điều sai đó thì anh tại sao anh không hỏi đó? Ờ, cái lập trường của uh, đài phát thanh đó hay là báo đó về cái vấn đề mà ông Trump nói là người Á Châu chúng ta là người nghĩa là làm ô nhiễm máu nguồn máu của Hoa Kỳ thì mấy người đó trả lời ra làm sao thì ở đây nó dễ lắm chúng ta ở Hoa Kỳ chứ không phải là chúng ta ở các nước khác mà có thể giấu giếm được mà chính ông Trump nói thì thì, 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 thì cái cái gì nữa đúng không nếu mà bà Chine hay là các người khác chính trị gia khác nói đó thì nói là người ta là có ý xấu đối với ông Trump nhưng mà chính ông Trump ông nói thì bây giờ nó cái cái gì thì đấy mình chỉ thấy những cái điều mà nó là gần chúng ta nhất mà chúng ta còn không thấy thì làm sao thấy cái chuyện lớn được chuyện nhỏ mà chưa xong thì làm sao lấy chuyện lớn được thì không thấy là người ta là kỳ thị mình mà người ta kỳ thị người Á Châu mình nữa thì làm sao mà 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 cứ lên đài hay là viết báo để ủng hộ tôi thấy cái đó là cái chuyện vô vẩn đó tôi chỉ nghĩa là tôi không có dám nói nói nhiều nhiều khi là, là là là, là, hiểu lầm hay là, là mất lòng nhau nhưng mà dù muốn dù không nói một cách rất là ngoại giao là những người đó không có thể tin được đối với mấy ông linh mục đó thì tôi chỉ nói tôi nói thẳng nên nếu mà anh có gì tôi nói là theo ông quân ông nói đó linh mục không được làm chính trị thì ông ta trả lời sao thì à, anh hoàng Bác cứ hỏi thế tại vì cái này đó nó là chính sách của Vatican của tòa thánh chính sách rõ ràng lắm nghĩa là có trật tự chứ không có phải là muốn nói thì nói ở bên Texas quý vị đó là có ông giám mục đã bị treo giò rồi nếu mà tiếp tục linh mục là chưa thấp thiết gì hết linh mục còn thấp hơn nữa thì ở đây đó tôi muốn nhắc cho quý vị biết là đạo đó đã đi làm đạo đi tu đừng có dính vào đời hai cái nó làm như khi anh nói, nó không có chính xác và khi anh nói không chính xác nhiều khi người ta hiểu lầm vâng Việt Nam mình có câu là biết mà không nói là bắt nhắc nói mà không thấy là bắt nghĩa mà chúng ta biết cái chuyện sai mà chúng ta không lên tiếng đó, chúng ta đồng loại bởi vì trong có quý vị cứ bây giờ cứ nhìn lại đi từ trước từ trước giờ quý vị ở Mỹ này có thể người 10 năm, 20 năm, người 30 năm, 40 năm vân vân. Nhưng mà trong các cuộc bầu cử đó quý vị có quan tâm thì ồ mình thấy ông này được bỏ phiếu ông này mình đâu có phân biệt là dân chủ hay cộng hòa. Nhưng mà kể từ ngày mà Trump lên đó thì quý vị phân biệt là phải cộng hòa. Rồi hệ ai không có cộng hòa là cái thù của chúng ta chống đấu mặt sát dùng những lời lẽ rất là nặng nề. Cái đó mình không học cái tốt mà mình học hóa hư tật xấu làm cho nước Mỹ bị phân hóa, trong cộng đồng phân hóa, Trăng mọi chỗ phân hóa, nó rất là nguy hiểm. Cho nên bây giờ quý vị biết cái chuyện đó sai, quý vị phải, phải lên tiếng. Chứ không phải là tự cái ông quân lên tiếng, ha, ông A, ông B lên tiếng, quý vị thấy sai. Một người ở gần nhà mình, bạn của mình, bạn 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 học, bạn trong chùa, bạn trong hậu đoàn, mình cũng phải lên tiếng. Ông ơi, ông hiện tại ông có hưởng trợ cấp không vậy? Nếu ông hưởng trợ cấp, ông y tế đó là của ai vậy biết không? nước Mỹ Cộng Hòa họ không thích cái loại này lừa hướng trợ cấp đâu. Đoan ở nhà Hào Vinh có đúng không? Mình hỏi một vài câu đó, họ đoan hưởng những cái quyền lợi mà đấu tranh để cho những cái quyền lợi cái thành phần nghèo đó được hưởng cái quyền lợi này. không biết lại đi ủng hộ một người đồ bỏ Obama khe mà ông bớt ở đây ông thề là ông sẽ lên năm 24 là ông bỏ Obama khe ông đưa ra một chính sách một cái chính sách y tế tốt đẹp hơn 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 Obama khen mà rẻ tiền nữa thì ông nhìn nhận ông ganh tị ông muốn có cái tên của ông chứ không muốn ông Obama Obama là cái tên của người da màu Do nên ông tìm cách ông loại đó là người kỳ thị mà quý vị muốn con cháu của mình thành danh ở nước Mỹ này mà quý vị là đi ủng hộ người kỳ thị chỉ người Mỹ trắng mới làm việc còn con cháu của quý vị là không được mà quý vị đi ủng hộ thì mình tới giờ này cũng không có cách nào mà giải thích những cái người mà cho ổng là thiên sứ rồi nghe qua những ông uh, qua trâm đó là thiên sứ thiên sứ đó bây giờ cái câu hỏi rất đơn giản người đời thường ổng thiên sứ sao ổng bị truy tố luận tội tới hai lần trong một cái nhiệm kỳ rồi ổng lại thắc cử rồi bây giờ biết bao nhiêu cái vụ kiện à, rồi ra tòa rồi bầu thường nữa văn văn và văn, văn nếu thiên sứ là nó một tiếng nó là ngờ người nghe chứ đâu bây giờ ông nói đâu có ngang bây giờ thôi bây giờ mình trở lại nói như vậy để cho quý khán giả của chúng ta có rồi anh, anh 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 quân thấy là cái ngày lễ giáng sinh người ta chúc tụng nhau những lời êm đẹp ấm cúng và gọi là coi như là thương yêu với nhau nhưng mà chúng ta thấy trong cái bài diễn văn của ông Trump hoặc là của ông Biden trong cái, cái thông điệp mà chúc giáng sinh đó thì ông Trump ông dùng những lời lẽ đó ông mọt sót đối tượng của ông hay là đối thủ của ông ông dùng ông Biden đó là lưu manh ông Biden đó là không có trí não rồi dùng ông Jack Smith là điều tra ông đó là thằng bị điên loạn rồi vân văn và vân vân không có lời lẽ nào nó dịu dàng nó êm ái để cho người khác hạnh phúc anh nghĩ sao về giữa hai con người mà trong năm 24 này chắc chắn là quý vị sẽ chọn một trong hai người đó rồi một người thì ăn nó lỗ mãn chửi bới một người thì ăn nó nó lịch sự nó vừa phải mời anh cho cái nhận Vâng. trước hết là quý vị nói là cái ngày lễ giáng sinh đó là người ta chúc mừng an bình và đúng tại vì nói là giáng sinh là gì an bình dưới trần an gian thế. cho những người nghĩa là, nghĩa là, là hiền tâm thì ông trung đó thì ngược lại quý vị biết là ngày hôm đó Tổng thống Biden có gọi rất là nhiều đơn vị Hoa Kỳ đồn trú tại nhiều nước trên thế giới để chúc mừng nghĩa là ngày Giáng sinh và chúc an bình cho quân đội Hoa Kỳ. Thì ông Trump nó ngược lại, ông sử dụng cái ngày Giáng sinh để ông ra tranh cử. Tại sao ông mặc sát cái này ngày đó là ngày Giáng sinh thì người ta nghe là chúc an bình chứ tại sao mà lại phải mạt sát người khác ông ta lợi dụng mọi thứ để tranh cử mà cái này đó nó sẽ đi ngược lại cái điều ông ta muốn tại vì ông vào ngày giáng sinh mà ông chửi người này đi xuống nghĩa là to hell they will rot to hell nghĩa là nghĩa là, là sẽ xuống hỏa ngục để nghĩa là bị đốt cháy thì cái chuyện đó không có ai mà gọi là chấp nhận được, trừ những người nghĩa là tôi nói là cuồng trung thôi. Thật ra đó người ta thấy người này là một là không có tư cách, hai là lợi dụng mọi thứ để tranh cử về vấn đề tranh cử thông thống chứ không phải là để chúc mừng Noel, chúc mừng Giáng sinh. thì đây đó mình cứ thấy thôi người Việt Nam mình cũng rất là nghĩa là công bằng mà nói thì mình nhìn thấy cái gì thấy thấy con người người ta có đạo đức hay không hay là có nghĩa là gọi là là một chút liêm sỉ thì ở đây đó tôi thấy là cái chuyện này là tôi không muốn so sánh tại vì đối với tôi đó tôi mấy cái tôi đọc qua cái là tôi biết rồi là ông này là muốn lợi dụng cái ngày giáng sinh để tranh cử để kêu gọi cử tri nghĩa là bầu cho ông ta nhưng mà đây nó là không đúng chó không có phải là cái ngày tranh cử chỗ nào cũng là ông ta đối với ông ta chỗ nào cũng tranh cử thì đó thì mình quý vị cũng thấy ví dụ như là khi ông ta ra tòa mà ông ta bị nghĩa là người ta tố là hiếp dâm đó là bà Caron đó thì cũng là nói là nói xào nói đủ thứ chuyện hết rốt cuộc cũng bị phạt thì nghĩa là bị phạt nghĩa là cái gì nghĩa là có tội chứ không có phải là tự nhiên là là bị phạt đâu người ta cho ông ta nói mà có luật sư nữa mà thì, thì đối với tôi đó những cái điều đó nó phải chứng minh cho quý vị biết cho khán thính giả biết đây nó là những cái chuyện mà không chấp nhận được tòa án đó đi ra bộ thẩm đoàn đó thì họ kết tội họ phạt ông ta thì nghĩa là có tội người ta mới phạt chứ còn không có tội ra ai mà phạt đúng không như vậy đó tôi thấy là quý vị mà anh anh uh, uh, hoàng bách nói là có là có thể là hai ông và 2024 thì có thể hai ông này ra tranh cử tôi nói chỉ có xác suất ông nào ra tranh cử thôi tại vì có bốn vụ kiện chắc gì ông ta đã thoát được tại vì bốn vụ kiện này nó cho thấy mà ông ta lại cần còn kêu gọi nghĩa là sửa soạn nghĩa là nghĩa là tích uh, súng ống rồi sửa soạn có thể là xuống đường tôi thấy cái chuyện này đó nó sẽ còn nhiều vấn đề lắm tại sao ông ta này là kêu gọi nghĩa là là xúi dục người ta xuống đường như vậy đó đây là cái ở bên hoa kỳ đó đây là cái tội là insurrection đó kêu gọi người ta và ông này đứng chuyên môn nói thôi có bao giờ làm đâu đúng không quý vị thấy ông ta nói nhiều hơn là ông ta làm thì mình cứ nhìn thôi nói là tôi sẽ tới đó là, 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 là uh, biểu tình với quý vị ông có tới đâu thì vì vậy đó hiện giờ đó ông ta đang bị bốn vụ kiện mà bốn vụ này đó chắc gì ông ta đã được ra tranh cử thì đối đối với tôi đó tôi chỉ nói là xuất sắc ông ta ra tranh cử tranh cử với ông Biden là có nhưng mà được hay không nó là một chuyện khác nó nó ăn thua tòa hết nếu mà tòa nói là anh có tội mà nghĩa là xúi dục bạo loạn anh là người xúi dục bạo loạn thì làm sao anh ra tranh cử được thì đó nó là những cái chuyện nó còn nhiều chuyện lắm chứ chưa hết đâu anh Hoàng uh, Bách Vâng, xin chào Cảm ơn anh Quân Thật sự thì thưa quý khán giả Tới tháng 11 năm 2024 mới bầu cử Nhưng mà chúng ta thấy là cái Tình hình nó diễn tiến nó phức tạp lắm Quý vị có nhiều điều không ngờ Ví dụ như mới đây ở Michigan Do cái tờ báo Detroit Họ tiết lộ đó là ông Trump Ông gọi tới để áp lực để mà thay đổi Cái kết quả bầu cử Thì quý vị biết không Không ai biết, từ từ rồi nó lùa ra những cái vấn đề Mà không ai ngờ Trong khi đó thì Hạ viện Hoa Kỳ đó tiếp tục nó là điều tra ông Biden mà chính cũng người cộng hòa ở trong hạ viện nó nói mấy ông làm cái điều đó không có dữ kiện không có đủ yếu tố và các thượng nghị sĩ cũng nêu lên cái vấn đề đó mấy ông làm điều này là vô hình chung đó là cái năm 24 này bầu cử là mấy ông thất cử đó thưa anh có nhiều cái vấn đề ví dụ như hiện tại có và người ta nói là có vào khoảng 35 các thượng nghị sĩ và các dân biểu họ rút lui họ không trở lại chính trường nữa tức là về hưu đó những cái điều là họ chấn ngắn họ ngon ngắn bắt nháo ở hạ viện của hoa kỳ những cái dưới cái thời của cộng hòa đó họ tạo ra cái bắt nháo tệ hại quá bây giờ thì trước khi mình mình tạm dừng cái chương trình đó thì thư ăn nếu mà chúng ta thấy nó nền kinh tế của hoa kỳ trong những ngày vừa qua đó thì nó tiếp tục nó cũng khởi sắc và người ta cho đây là những cái ưu thế À, ví dụ như là quỹ dự trữ liên bang họ nói họ sẽ không tăng lãi suất nữa mà bây giờ qua năm 24 thì họ chia ra họ giảm mấy lãi suất tới ba lần cái điều đó chứng tỏ là lạm phát đã đi xuống bây giờ cái, cái nhu cầu hay là cái tiêu chuẩn mà để lạm phát tốt nhất là khoảng 2 chấm mà bây giờ dưới dưới 3 chấm rồi thất nghiệp thì cũng giảm kinh tế thì phát triển à, uh, 5.2 thì chúng ta thấy mọi điều đặc biệt là trăng chúng tôi vừa thưa đó trong cái lễ giáng sinh vừa qua đó họ đi mua sắm nhiều quá điều đó chứng tỏ là tiền bạc còn rộng rãi sắp hoàn đi ăn uống đi uh, uống cà phê làm đủ cho nên cái nền kinh tế rất là khởi sắc thưa anh vậy mà ví dụ đặc biệt là cái giá xăng nữa cái giá xăng bên này còn xuống hai đồng hai uh, đồng ba mươi một ga lông là quá rẻ rồi à mà kinh tế trên trường quốc tế đó thì vị trí hay là cái vị thế của Mỹ đó trên trường quốc tế nó trở thành là nước Mỹ đã trở lại với thế giới thì tất cả những cái điều này mà làm sao cứ bên cộng hòa cứ tấn công ông Biden họ tìm những cái kẻ hở để họ tấn công và đặc biệt trong cái thứ bảy vừa rồi khi mà ông đi đi nghỉ lễ giáng sinh đó thì các báo chí ông có nói với báo chí Và ông thân phiền với báo chí đó các anh không có công bằng các anh không có phe và kể cả các nhà phê bình bên đảng cộng hòa cũng không qua cái tình trạng kinh tế nó rất là tốt các anh tìm những cái tiêu cực để anh nêu lên mà anh đầu đọc kháng tính giả nó không có cân bạc. thì anh quân cho cái nhận xét anh là cái người kinh tế anh nói bằng con số và cái con số nó không biết nói dối thì anh có thể cho biết là tại sao ông biden vẫn gặp khó khăn khi họ tấn công một là họ tấn công về cái điểm ông già quá ông già quá mà họ không nói thêm là ông già nhưng mà ông lãnh đạo rất lưu giỏi họ không nói chuyện đó ông già quá nhưng mà họ bỏ nữa nếu ông già quá mà sao ông lãnh đạo giỏi vậy ông đem cái nền kinh tế khá lên và ông ổn định trên thế giới nước mỹ có một cái tư thế lãnh đạo họ không nhắc điểm đó rồi cái điểm thứ hai họ cũng không công bằng ông già thì già thật nhưng mà ông trâm trẻ hơn ông đâu có ba tuổi không ai nói ông trâm già <laughs> mà chỉ nói ông bay lên già xin anh nếu anh là con người công bằng, anh giải thích như thế nào? À, trước hết đó, mình phải nói là thế này, mới đây đó, khi Angola rời OPEC đó, ra khỏi OPEC đó, đó là theo tôi là một món quà giáng sinh cho Hoa Kỳ. Tại sao? OPEC là đứng đầu là Saudi Arabia mà lúc nào họ cũng muốn giảm sản xuất để tăng giá lên. Nhưng mà các nước khác trong OPEC á, họ đâu có dư tiền như là Saudi Arabia, họ cần tiền để phát triển và họ cần tiền để đầu tư vào những cái công nghiệp để nghĩa là tránh tùy thuộc vào dầu hỏa. Do đó khi Angola ra khỏi OPEC đó, thì sẽ tiếp tục có sản xuất dầu hỏa rất là tốt. Đó là một. Cái thứ hai đó, quý quý, quý vị khán thính giả đừng có quên hôm nay đó Hoa Kỳ là số một trên thế giới về sản xuất dầu hỏa nhiều hơn Saudi Arabia và Nga cộng lại. Hai nước đó sản xuất dầu hỏa còn ít hơn Hoa Kỳ nữa nhưng mà bao giờ cũng vậy quý vị biết đó. khi mà giá cả về trên thế giới đó là nó ăn thua cung và cầu nếu mà cung mà bớt đó, thì giá nó sẽ lên do đó cái cái vấn đề mà giá cả dầu hỏa nó không tùy thuộc vào Hoa Kỳ Hoa Kỳ không có không 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 có cần chỉ có các nước Âu Châu nhưng mà dù muốn dù không đây là một cái giá cả do thế giới thì vì vậy đó khi mà tôi nói nghĩa là Angola ra khỏi OPEC đó, là một món quà Giáng sinh cho ông Biden đó là làm sao là tại vì khi họ vẫn tiếp tục sản xuất và xuất cảng dầu hỏa cho thế giới thì bây giờ mà 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 Saudi Arabia cứ nói cắt đi đó thì mai mốt sẽ mất sẽ mất phần do đó trong một ngày gần đây đó tôi nghĩ Saudi Arabia sẽ trở lại và sản xuất tiếp tục sản xuất tại vì không là họ mất phần có gì đâu thì rõ ràng quý vị thấy mà dầu hỏa của Hoa Kỳ đó nó đâu có đi qua biển đỏ không có dầu hỏa của và khí đốt của Hoa Kỳ nó không tùy thuộc vào nghĩa là Trung Đông nữa vì vậy đó cái đầu tiên là Âu Châu không có sợ mất được nghĩa là không có dầu hỏa mà xài không có sợ không có khí đốt vào mùa lạnh thì đối với tôi đó đây nó là một món quà rất là lớn cho ông Biden vào cái dịp mà Giáng sinh này quý vị thấy các nước mọi nước đều có nhu cầu khác hẳn khác nhau. Saudi Arabia họ sản xuất dầu, dầu hỏa rất là dễ và rất là rẻ tiền. Trong khi nghĩa là các nước khác phải chật vật và phải nghĩa là khó khăn với sản xuất dầu hỏa. Trung bình muốn sản xuất dầu hỏa tại Saudi Arabia mất độ chừng dưới 10 đô la. Dưới 10 đô la. Trong khi trung bình các nước khác thì cũng phải tới 40 đô la thì mới hòa vốn. Và đối với Hoa Kỳ nó cũng phải 40 tới 45 đô la thì nó mới là đủ nghĩa là nghĩa là chi phí sản xuất. Vì vậy đó quý vị thấy mặc dù chính sách của ông Biden là giảm tùy thuộc vào cái là khí carbon vào nghĩa là những cái nghĩa là là là, là, là từ khí hóa thạch những cái là, là, lượng hóa thạch thì vì vậy đó và họ không cho nghĩa là tìm thêm dầu hỏa ở Alaska hay tại chỗ khác nhưng mà quý vị đừng có quên nước mỹ là nước số một trên thế giới về sản xuất dầu hỏa và hiện giờ là cả khí đốt nữa thì vì vậy đó cái chuyện này nó cho thấy là các nước nếu mà saudi arabia mà cứ là đi hàng hai mà đi với nga đó thì sẽ bị bỏ rơi đừng có quên đó là người nào nước nào đã bảo vệ Saudi Arabia khi còn Saddam Hussein. Khi còn Saddam Hussein là chính quân đội Hoa Kỳ đã đánh vào Iraq để nghĩa là bảo vệ cho Saudi Arabia. Thì nghĩa là đối với tôi đó thì cái chính sách của ông hoàng Salman đó thì ông ta cũng muốn nghĩa là độc lập đối với Mỹ thì nghĩa là mình cũng hiểu được nhưng mà nếu mà làm quá đó thì Saudi Arabia sẽ bị bỏ rơi. Tại vì bây giờ mua súng ở đâu? Ai cũng biết mua súng ống nó chỉ có hai chỗ mà có thể mua được thôi. Mua của Nga hay mua của Trung Quốc. Đồ Trung Quốc ra thì các nước ở bên Á Châu đã thấy là đồ Trung Quốc nhiều đồ rộn quá. Như là mình thấy cái cái là là, là là kinh nghiệm của Myanmar mua máy bay của Trung Quốc là bị hư bị hỏng tùm lum hết. Rồi hay là mua súng của súng vũ khí của Nga mua vũ khí của Nga quý vị cứ thấy chiến tranh Ukraine nó cho cho thấy rõ ràng là vũ khí của ai là tốt hơn vì đó tôi chỉ thấy là vừa rồi đó anh 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 Hoàng Bách biết tôi phải nghĩa là sắp hàng 100 thước để mua mấy cái con tôm cho 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 ngày tới chợ để mua tôm đó một trăm thước oh. sắp hàng một trăm thước vậy hả? để mới một tiếng đồng hồ mới tới phiên tôi để mua mấy con tôm thôi thì tôi chỉ thấy nói là như vậy người Việt Nam mình thì kê thì chê nhiều nhưng mà thật ra đó ăn uống mua sắm không có tưởng tượng được nghĩa là tôi không ngờ là phải một tiếng đồng hồ sắp hàng một tiếng đồng hồ mới mua được mấy con tôm thì tôi thấy là tôi chỉ nói sơ qua để quý vị biết trường hợp ăn tết thì ăn noel ở bên uh, nam cali đây uh, các cái chợ cái là đầy không tưởng tượng được đó tôi nói thì chính sách nào tốt họ phải có dư tiền phải có tiền có việc làm thì mới 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 tiêu xài được chứ không có việc làm sao tiêu xài được không có việc làm không có tiền làm sao tiêu xài được không có lương làm sao tiêu xài được. thì cái đó nó cho thấy mình chỉ thấy những cái chuyện nó rất là bình thường thôi nhưng mà tại sao người ta không thấy cái đó tôi nói với anh Hoàng Bách tôi mất đúng một tiếng đồng hồ làm cơ sắp hàng để mua mấy con tôm mua một con tôm mà mất một tiếng đồng hồ dạ dạ vâng à, qua sự trình bày của tiến sĩ Đinh Trung Quân quý vị theo, cái mãi lực và cái sự mua sắm ở trong thị trường của Hoa Kỳ đó nó rất là tấp nập cái điều nó nó cho thấy đó là triển vọng của nền kinh tế rất là tốt và khi chúng ta khi mà quỹ dự trữ liên bang đó là sẽ không tăng lãi suất nữa quý vị thấy là cái thị trường chứng khoán của mỹ đó cao vô cùng trước đây đó dưới thời của ông trump đó mà cái thị trường chứng khoán cao chút xíu ông nghe ô thấy không chỉ có tôi mới làm mà nền kinh tế của hoa kỳ lên thôi nhưng mà bây giờ đó thì ông biden cái nền kinh tế thị trường chứng khoán cao như vậy đó hổ ông trump sao ông biden đó cái thể số tỷ, lệ tăng thị trường chứng khoán lên cao ông ông mới nhờ tôi đó nhờ tôi cho nên ông ông Biden mới vừa hưởng cái, cái, di sản đó, đó quý vị theo, một người cái gì cũng tự nhận là của mình thấy cái tham lam cái gì cũng muốn là mình số một thấy thì cái người đó không phải là hòa đồng mình sống không phải vì mọi người mà đó là mọi người vì mình ông ông Trump đó là người sống cho rằng là mọi người vì ổng chứ không phải là ổng vì mọi người cái điều đó một người lãnh đạo đó người ta nói là vui cái vui sau thiên hạ mà buồn cái buồn trước thiên hạ thì Trâm cái gì vui cái gì ngon lành là cứ hưởng cái đó là của ảnh <laughs> còn những người khác là tệ thôi đó là cái cách phê bình thì à, thưa quý khán giả đây là cái chương trình của anh Quân cái chương trình của uh, bây giờ còn 3 ngày nữa bước qua năm mới rồi cái chương trình cuối năm hai của anh anh Quân gửi lên quý khán giả và chúng tôi cũng yeah. hy vọng mà À, à, mong quý vị đón nhận cũng như là quý vị comment và quý vị hỗ trợ tinh thần cũng bằng cách là quý vị subscribe, like và share bởi vì bước qua năm 2004 là cái buổi bầu cử rất là quan trọng 24 là cái năm quan trọng mà không những cái sự đánh giá của, của chúng tôi, riêng cá nhân chúng tôi mà ông Putin, ông nói là cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tùy thuộc vào người lãnh đạo của năm 2024 nếu là Trump thì ông bỏ đó ông cũng thắng như thường thôi đó cho nên quý vị rất là quan trọng quý vị nhìn, cứ nghe nó bình thường nhưng mà thật sự trên thế giới kể cả người dân của Nam Hàn mà họ đùa cái chính phủ bây giờ cần phải có làm nguyên tử bởi vì ông Trump, ông Lee ông bỏ Nam Hàn là mình sẽ chết cái điều đó là người dân ở các nước ở xa ở Á Châu Âu Châu rất là lo ngại về ông Trump. và quý vị thấy là một ông thủ tướng Đức có bao giờ mà ông chúc mừng đâu ông nhưng mà ông mong mỏi là ông bà lên sẽ thắng cử cái điều đó quan quan tâm là thế giới đang quan tâm nếu ông Trâm trở lại không những là thảm họa cho nước mỹ mà thảm họa cho cả thế giới cái điều này quý vị nhớ là chúng tôi và anh quân đó không phải chúng tôi lãnh lương của của ai của cộng dân chủ hoặc cộng hòa chúng tôi không có lòng nào chúng tôi làm trình bày cái sự thật để gửi đến quý vị cho nên mong rằng quý vị thấy là mình phải lên tiếng chứ đừng có dè dặt nữa nếu có bạn mình mình lên tiếng ông ơi ông phải đi bỏ phiếu thế này thế kia đó là cái lời kết của chúng tôi Và chúng tôi xin khép lại chương trình à, Xin kính chào quý vị và hẹn với quý vị Trong chương trình lần tới Bây giờ mời anh Quân à, Tôi mong là quý vị được Một uh, cuối năm nghĩa là vui vẻ Và năm tới vào tuần tới Tôi sẽ Tường uh, trình về uh, Năm 24 Nghĩa là Mình có thể mong đợi được cái gì Vào năm 24 Vào cái năm bầu cử Và tôi sẽ cố gắng trình bày cho quý khán giả thấy rõ ràng hơn cái hình ảnh về kinh tế vào năm 2024 vâng xin vâng. Uh, kính chào quý khán giả vâng một lần anh nữa mấy. một lần nữa chúng tôi xin nhà cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ để theo dõi xin kính chúc quý vị có một ngày bình an và cảm ơn anh Quân đã đóng góp trong chương trình này chúng tôi rất là mong quý vị hỗ trợ xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới